bóng mắt hay luôn. Cho nên đừng có lấy cái này là rửa ly, rửa chai đó thì rất là uổng mặt phí đó. Nhưng mà đang cái gì cũng chịu khó dừng. Khi mình rửa ca hay là nhà là đổ nước thì cũng bước vào bên trong đổ dừng. Để ngoài đường cho đường phố mình nó được khô ráo và sạch sẽ. Thì mong rằng tất cả quý vị hãy quan niệm. Sao em nỡ nào nhìn bạn về nhiều.
mình cùng dịu nhau.